Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong tuần đầu tiên của tháng 4, cả nước đã ghi nhận 278 ca COVID-19. Tuy nhiên, sang tuần thứ hai, con số này đã tăng lên 2.000. Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội ghi nhận 20 ca có dấu hiệu nặng. Ngày 17 tháng 4, bác sĩ Phạm Văn Phúc, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong 100 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, có 20 ca nặng, phải hồi sức tích cực, triệu chứng ban đầu không đổi, chưa rõ độc lực virus. Các ca nặng chủ yếu là người cao tuổi, người có bệnh nền. Theo bác sĩ Phúc, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi về độc lực của virus đợt này. Triệu chứng ban đầu của các ca nhiễm mới không thay đổi so với trước, chủ yếu là ho, sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể. Trong công văn gửi các cơ sở y tế, Bộ Y tế nhìn nhận tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngày 17 tháng 4, lần đầu tiên trong hơn một năm qua, số ca nhiễm trong một ngày vượt trên 1.000. Ba ngày trước, ghi nhận tổng cộng 2.272 ca mới. Trung bình mỗi ngày có 757 ca. Số ca nặng tăng từ 28 ca hôm 15 tháng 4, một ngày sau lên 38 ca. Phân tích 639 ca nhiễm mới trong những ngày qua, dữ liệu lấy từ hệ thống thông tin bệnh nhân do các địa phương báo cáo, Bộ Y tế ghi nhận hơn 30% trên 50 tuổi, số nhập viện tăng, trong đó có 10 ca nặng. Dữ liệu không công bố, số nhập viện là bao nhiêu phần trăm, phần lớn bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Bộ Y tế đề nghị bệnh viện lấy mẫu bệnh phẩm, những ca nặng để giải trình từ gen virus, tìm biến chủng cũng như đánh giá mức độ. Trường hợp bệnh nhân có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính nhưng vẫn nghi COVID-19, bệnh viện được khuyến cáo tiến hành xét nghiệm PCR nhằm chẩn đoán chính xác, tránh bỏ sót ca nhiễm khiến dịch lan rộng. Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế chủ động ứng phó, bảo đảm cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân, phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng để xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất ca tử vong. Hệ thống hỗ trợ điều trị COVID-19 giữa các tuyến cũng được kích hoạt lại. Bệnh viện tuyến tỉnh tăng cường hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến chuyên môn điều trị bệnh nhân, hạn chế chuyển tuyến trên trừ trường hợp ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn. Đến nay, gần 4 tháng liên tiếp Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Bộ Y tế khuyến cáo người dân duy trì biện pháp 2K, khẩu trang, khử khuẩn và tiêm vaccine để phòng lây nhiễm, giảm nguy cơ bệnh nặng, tử vong nếu nhiễm virus. Hà Nội là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất trong đợt này. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm tại 6 quận huyện thị xã, gồm Hoàng Mai, Thường Tín, Sơn Tây, Ba Vì, Ứng Hòa, Thanh Oai, gửi Bệnh viện Bạch Mai giải trình từ gen virus, tìm biến chủng mới. Hiện chưa có kết quả giải trình từ gen số mẫu này. Ghi nhận từ các chuyên gia, các triệu chứng của COVID-19 hiện nay bất nghiêm trọng. Tuy nhiên, người mắc bệnh nhiều lần vẫn phải chịu một số rủi ro về sức khỏe. Nghiên cứu trên tạp chí Nature Medicine, tạp chí hàng tháng xuất bản về các lĩnh vực y học tại New York, Hoa Kỳ, cho biết tái nhiễm virus có thể gây tổn hại cho một số cơ quan quan trọng. Tiến sĩ Ziad Al-Ali, chuyên gia dịch tễ lâm sàng, tác giả chính nghiên cứu ghi nhận những ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe cả ngắn và dài hạn. Theo nghiên cứu, những người mắc COVID-19 hơn một lần thì nguy cơ nhập viện cao gấp 3 lần, nguy cơ tử vong gấp 2 lần so với những người bị một lần. Người hay tái nhiễm cũng dễ mắc các bệnh nguy hiểm khác, nguy cơ gặp các vấn đề về phổi cao gấp 3,5 lần, khả năng mắc bệnh tim cao gấp 3 lần, gặp các vấn đề về thần kinh cao hơn 1,6 lần. Kết quả này tương đồng với những nghiên cứu ghi lại tác động của COVID-19 trên cơ thể vào năm 2022. Trong một số báo cáo của Hiệp hội Khoa học Thần kinh vào hồi tháng 11 năm 2022, các nhà khoa học nhận định tình trạng viêm nhiễm do COVID-19 có thể ảnh hưởng lâu dài đến não, kể cả ở trẻ em. Nghiên cứu được thực hiện trên 14 trẻ, trong đó từ 10 tuổi đến 13 tuổi, có sự thay đổi ở những vùng cụ thể trong não khoảng 15 tháng sau khi nhiễm virus. Người trưởng thành nhiễm COVID-19 ở mức độ nhẹ cũng có những thay đổi về não bộ khoảng 4 tháng sau khi mắc bệnh. Các nghiên cứu trong một năm gần đây chỉ ra rằng, nhiễm virus nhiều lần, tình trạng ngày càng phổ biến khi đại dịch kéo dài và trở thành đặc hữu, có thể gây ra các tác động phức tạp. Ông Al-Ali cho rằng, những lần nhiễm virus thứ hai hoặc thứ ba đối với một người chắc chắn góp phần làm tăng thêm vấn đề về sức khỏe, ngay cả khi họ đã tiêm chủng. Sau mỗi lần mắc bệnh, khả năng phục hồi của cơ thể giảm thêm một chút. Đến một lúc, virus tấn công đủ nhiều, bệnh sẽ đặt cơ thể vào trạng thái nguy hiểm.
nhiễm COVID-19 nhiều lần có thể làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 kéo dài. Hiện các nhà khoa học chưa rõ yếu tố nguy cơ khiến một số người phát triển triệu chứng dai dẳng sau khi đã xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, họ nhận định bất kỳ lần mắc bệnh nào cũng có thể thúc đẩy tình trạng này. Các ca tái mắc COVID-19 có thể gây áp lực cho hệ thống y tế khi tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp khác tăng cao. Nhiều quốc gia Đông Nam Á hiện báo cáo số ca nhập viện tăng lên, người mắc bệnh nhiều lần có thể tạo thêm gánh nặng. Theo tiến sĩ, cách tốt nhất để phòng tái nhiễm là tiêm vaccine, đặc biệt là tiêm liều nhắc lại, đeo khẩu trang nơi công cộng và tránh tụ tập đông người nếu cảm thấy mình có triệu chứng bệnh. Theo báo cáo tại cuộc họp liên quan đến các vấn đề dịch bệnh COVID-19 chiều 17 tháng 4, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến thể Omicron đang lưu hành chủ yếu trên thế giới với một số biến thể phụ như BA.2.7.5, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.1.6, XBB.1.9.1, XBB.1.5, XBF. Trong đó, biến thể phụ XBB.1.5 đã được phát hiện tại 95 quốc gia. Biến thể Omicron đã xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Nó hiện lưu hành ở hầu hết các nơi trên thế giới và đang chiếm ưu thế. Kết quả giám sát giải trình tự gen cho thấy các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam. Về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Nguyễn Trọng Khoa cho biết, Cục đang phối hợp với các chuyên gia để rà soát lại hướng dẫn điều trị COVID-19. Trong tuần này, dự kiến Hội đồng chuyên môn sẽ họp để rà soát, cập nhật lại hướng dẫn điều trị phù hợp với tình hình mới. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng cho biết, thời điểm tháng 1, bệnh viện chỉ tiếp nhận điều trị 20 ca, tháng 2 là 21 ca, tháng 3 là 45 ca, nhưng trong 3 tuần của tháng 4 đã tăng lên nhiều. Cụ thể tuần đầu tiên là 47 ca, tuần thứ 2 tăng lên 85 ca và cập nhật đến chiều 17 tháng 4, bệnh viện đang điều trị 146 ca, có 21 ca có dấu hiệu nặng. Theo ông Hà, 21 bệnh nhân này hầu hết trên 70 tuổi, đa phần có bệnh nền kèm theo như tiểu đường, huyết áp, lao, HIV, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm gan, xơ gan. Những trường hợp này nếu không mắc COVID-19 chỉ nhiễm cúm cũng nguy cơ cao. Đối mặt với diễn biến dịch COVID-19 đáng chú ý trên, chính phủ các nước Đông Nam Á đều cảnh giác đề phòng virus SARS-CoV-2 lan rộng. Giới chức trách ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang chuẩn bị sẵn sàng cho một làn sóng gia tăng ca mắc do người dân gia tăng đi lại và gặp gỡ trong dịp nghỉ lễ, cũng như là sự xuất hiện của biến thể Arcturus dễ lây nhiễm hơn. Tờ Bangkok Post đưa tin, Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan DDC vào hôm 16 tháng 4 dự báo số ca nhiễm virus sẽ tăng mạnh sau lễ hội Songkran vào tuần trước. Đây là lần đầu tiên lễ hội đón năm mới truyền thống của Thái Lan được tổ chức ở quy mô lớn sau 3 năm hạn chế vì đại dịch. Đích thân Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã xuất hiện không báo trước và tham gia té nước tại đường Khao San, nổi tiếng ở thủ đô Bangkok. Từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, ở Thái Lan có 435 người mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị. Con số này cao gần gấp 3 lần so với tuần trước. Trong số đó có 30 người bị viêm phổi, 19 người phải thở máy và 2 người đã tử vong. Tại Indonesia, tờ Jakarta Post đưa tin, ngày 13 tháng 4, 174 triệu người Indonesia đã hoàn thành các mũi tiêm chủng cơ bản và 68 triệu người đã tiêm thêm liều nhắc lại đầu tiên. Indonesia đã chứng kiến mức tăng nhẹ về số ca mắc COVID-19 với trên 900 trường hợp mỗi ngày kể từ hôm 11 tháng 4. Dù vậy, Tổng thống Widodo lưu ý con số này thấp hơn nhiều so với mức 8.000 ca nhiễm mỗi ngày mà WHO cho là đáng lo ngại. Báo Straits Times đưa tin, trước làn sóng COVID-19 gia tăng, các chuyên gia y tế ở Malaysia đã khuyến khích người dân nên đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Tin rằng số ca mắc COVID-19 có thể leo thang hơn nữa trong thời gian diễn ra lễ hội Hari Raya, các chuyên gia y tế khuyến nghị những người có nguy cơ cao mắc COVID-19, thể nặng gồm người già, người béo phì, những người có bệnh nền và những người bị suy giảm miễn dịch cần chủ động đeo khẩu trang khi đến chỗ tập trung đông người. Ngày 14 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore cảnh báo quốc gia này đang bước vào đợt lây nhiễm COVID-19 mới, với số ca mắc hàng ngày ước tính tăng từ khoảng 1.400 ca trong tháng 3 lên 4.000 ca chỉ trong tuần trước. Khoảng 30% số ca mắc COVID-19 hiện nay là tái nhiễm, cao hơn mức từ 20-25% của đợt dịch gần nhất. Trong khi số ca bệnh đang tăng lên, chưa có bằng chứng cho thấy các chủng hiện tại gây ra những diễn biến bệnh lý nghiêm trọng hơn. Số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện điều trị tăng từ 80 lên 220 người trong tháng 3 vừa qua, thấp hơn nhiều so với giai đoạn diễn ra đại dịch.
số ca mắc COVID-19 phải điều trị tích cực duy trì ở mức thấp dưới 10 bệnh nhân trong tháng 3. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!